Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Vuzi Auto. Ở đâu xe lằng nhằng, ở đó có Vuzi Auto. Hôm nay thì em Vuzi Auto lại tiếp tục về một chiếc xe lằng nhằng thương hiệu đến từ Đức, an toàn hàng đầu châu Âu. Nhưng mà mỗi tội là cỗ máy của nó thì tiêu tốn nhiên liệu cũng tương đối khá. Em nói luôn để cho bác nào mà đam mê xe mà để ý đến chuyện xăng cộ thì cũng thôi bỏ qua. Còn đâu bác nào yêu thích những dòng xe vừa an toàn vừa bền bỉ và giá trị kinh tế thì không quá lớn. Với cỗ máy bền bỉ, xe đầm chắc thì đây là một chiếc xe tuyệt vời. Hôm nay bên em mới về cửa hàng một chiếc BMW sản xuất năm 2003. Một chiếc xe bản 325i. BMW 325i là một dòng xe khá là được thông dụng tại thị trường Việt Nam. Một mẫu sedan phân khúc hạng C đẹp, khỏe khoắn, an toàn với 4 bánh la răng đẹp, phanh đĩa trên kết hợp cả ABS. Đây là một dòng xe bền bỉ, form dáng thì đẹp và biển số Hải Phòng 15A51332. Chiếc xe thì chưa đến nói chuyện đến giá trị kinh tế của xe mà hãy nói về chất của xe đi. Đây là một chiếc xe màu bạc khá là ngon, máy móc thì chạy cực kỳ đầm chắc và vừa nãy em cũng đã cảm giác một cái cảm giác gọi là đạp dính lưng trên cái quãng đường phim trường này. Vâng, tận từ cái chỗ con máy xúc đằng kia cho đến tận cái cổng đường này rất là dài luôn. Quãng đường cũng thưa quý vị các bạn đến khoảng 300m. Thế nhưng mà em đã có một cái cảm giác đạp dính lưng với chiếc xe này rồi. Máy của xe không gào mà rất là êm. Nhưng mà khi mà em đạp ga thì nó vụt phát thốc lên luôn, chứ không hề có cảm giác bị bó xe, cảm giác ghì xe lại. Vâng, rất là thanh thoát, mặc dù đây là một mẫu xe thương hiệu Đức an toàn. Thế nhưng mà độ chất của xe thì thôi rồi, không chê vào đâu được. Đương nhiên cỗ máy 2.5 thì mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe cũng khá là nhiều đấy ạ. Vâng, chắc chắn là phải 10 lít trên 100 cây rồi. Nhưng mà đảm bảo với các bác là các bác đã sở hữu ngay được một chiếc xe đẳng cấp, an toàn, đi thì cực kỳ đầm chắc và đặc biệt vô lăng của chiếc xe thì khá là nặng. Vâng, nặng vì không phải vì xe không có trợ lực, mà là nặng vì là cái dòng này nó thiết kế để mà khi các bác có những cái cảm giác đạp thốc ga như thế thì là các bác rất là an toàn và yên tâm, không bị láng trôi xe. Đấy là một cái thiết kế hoàn hảo của một chiếc xe đẳng cấp. Vâng, BMW 325i 2003, form dáng thì không chê vào đâu được rồi. Một kiểu dáng form dáng rất là thể thao. Máy 2.5, mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 10 đến 11 lít trên 100 cây. Con này thì lăn bánh order thì em không muốn nói. Thế nhưng mà thưa quý vị các bạn, về độ chất của xe thì nhìn loanh quanh một vòng thấy con này vẫn còn khá là ngon. Sơn si xì tốt thì em không muốn nói vì là sơn si cũng đã sơn si lại khá là nhiều. Thế nhưng mà chiếc xe được độ thêm cái phần la răng. Độ thêm phần la răng rất là đẹp luôn. La răng sơn 4D nữa các bác nhá. Phanh đĩa trên toàn bộ tất cả các bánh và phanh ABS an toàn. Lốp con này thì sử dụng vành la răng rất là to, lốp 225/60 vành 17. Lốp 4 quả lốp thì chiếc xe thì vẫn dùng thoải mái. Riêng các bác đi không có tải nặng, không đạp ga nhiều, không trượt dê nhiều, drip drap nhiều thì các bác có thể đi khoảng tầm 2 3 năm nữa thoải mái luôn. Cua lốp ở chiếc xe thì tương đối khá là sạch. Vâng. Đẹp, không hề mục mọt. Đấy, tầm này hôm nay hơi bị tối nên các bác thông cảm. Xe vừa về, em quay luôn. Đấy, đèn hậu của xe thì các bác nhìn này, cân đối hài hòa và đều là đèn hậu zin đấy các bác nhá. Đấy, cân đối luôn. Và đèn thì cũng đã được thay một số cái đèn bằng bóng led rồi. Đằng sau xe thì được gắn cảm biến lùi. Và chiếc xe này thì cũng được sơn theo kiểu form 3D như là cái bộ vành. Đấy, nó đặc biệt luôn. Vâng, bình thường thì cái nẹp này sẽ là nẹp đen hoặc là nẹp chrome. Thế nhưng mà đây chủ nhân cũ sơn hẳn lên luôn, rất là đẹp. Logo 325i rõ ràng, hiện đại, nổi bật. Và cản sau thì các bác nhìn này, do là có cảm biến lùi nên là chủ cũ thì giữ gìn rất là cẩn thận nên là xe không hề bị chảy xước luôn. Đấy các bác nhìn ạ. Xe rất là đều luôn, đều xe luôn nhá các bác nhá. Kính này, các bác nhìn này, kính zin của xe. Kính ở chiếc xe sử dụng kính BMW Securit. Vâng, kính zin luôn đấy ạ. Lốp 4 quả lốp này led. Nói chung là con này thì không phải nghĩ về lốp đâu. 4 quả lốp rất là led, sạch sẽ, đẹp đẽ, la răng khỏe khoắn, không một vết chảy xước. Phanh đĩa kết hợp phanh ABS, logo BMW. Led căng trên quả 4 quả lốp vành 17. La răng to nhưng mà lệ lốp lại to, thế nên là đi đường trường
hoặc là đường cao tốc thì nó không bị gây tiếng ồn. Cản trước thì các bác cũng có thể nhìn là sơn xi rất là đều luôn. Xe thì em không có dọn dẹp gì đâu nhá, mua về, vừa mua về xong, chưa làm được cái gì cả. Vâng, còn nguyên. Cái này thì điểm trừ của chủ cũ, bác ấy đi và bác ấy cọ vào đâu đấy, làm một lốt ở đây. Đấy, thế nhưng mà thưa quý vị các bạn, không đâm đụng nữa nhá, xe không đâm đụng, tai nạn, đấy các bác yên tâm. Vâng, rất là đều luôn, xe rất là đều. Đèn này, đèn pha bi projector, đấy, bóng sáng luôn. Tí nữa em sẽ bật đèn, vì là sắp rời tối rồi, thế nên bật đèn thì rất là sáng luôn. Mặt nạ này, được độ lan 3 màu IBM, rất là đẹp. Đấy, tem Product IBM Motorsport. Đấy, và các bác nhìn này, xi nhan kết hợp trên thân. Cái dòng này thì nói thật các bác, điểm trừ của nó đó là gương chiếu hậu hơi nhỏ, chứ còn không có lỗi gì đâu nhá các bác nhá. Kính Pilkington, kính zin này. Đấy, hàng đẹp, hàng nét luôn. Cửa thì đóng rất chắc, là dòng này thì cửa nó nặng chình chịch luôn, cửa rất nặng. Vâng, và đây các bác nhìn keo chỉ này, chỉ lôm nhôm, chỉ lôm nhôm, lõm lồi lõm luôn. Tappy này, để các bác nhìn này, tappy đẹp luôn, túi khí nhá. Dòng này rất an toàn, túi khí cho cả người lái, người ngồi bên cạnh, và đặc biệt là bốn túi khí xung quanh này, cả túi khí dọc cột nữa. Vâng, đến 8 túi khí liền. Bản lề này đẹp luôn. Các cái phím bấm các bác nhìn này, các cái phần màu sơn đấy, rất rõ ràng, đẹp luôn. Các cái phím này, đấy các bác nhìn nhá, xe đẹp, người ta giữ như thế này mà. Đấy, tay vô lăng sạch sẽ đẹp đẽ. Đấy, cruise control này các bác này. Đấy. Và các bác nhìn cái phần bọc đẹp sáng loáng thế này mà, gỗ nó bóng lừ, da đẹp, led sáng. Đấy, một chiếc xe rất là ít sử dụng luôn. Con này thì phải nói là vô đối luôn. Sàn thì được độ thêm đèn màu, rất là sạch sẽ và led sàn xoắn. Đây các bác nhìn này, các cái phần sàn của nó vẫn còn rất là sạch. Đấy, tuy nhiên con này thì ghế chỉnh điện đấy các bác nhá. Ghế chỉnh điện nhớ 3 vị trí. Thế nhưng mà nội thất thì có cái ghế này là theo thời gian. Cái này không phải người ta ngồi nhiều đâu ạ. Vâng, để em móc cái này ra cho các bác xem. Đây các bác nhìn này, ghế da zin này. Ghế này là người ta theo năm tháng nó gây ra những cái vết dạn này thôi, chứ còn ghế không hề ngồi nhiều, ghế rất là ít ngồi. Đấy, ghế rất là đẹp, da zin của xe luôn. Đấy, hàng zin hàng đẹp nó thế đấy các bác ạ. Vâng, xe rất là nét. Và được bọc áo ghế, bây giờ thì được bọc áo ghế rồi, và được thêm cả tựa ghế nữa rồi. Nội thất bên trong chiếc xe thì cũng là cùng tông màu với bên. Đấy, các bác có thể nhìn vô lăng này, nguyên sần luôn này. Đấy, các cái phím, các cái logo này, nét căng. Và các cái phím bấm thì rõ ràng, gần như là rất ít sử dụng luôn. Đấy, tay vô lăng phần gỗ này sạch sẽ luôn này. Đấy, các bác nhìn ạ. Vâng, rất sạch sẽ luôn. Đấy, vô lăng này. Đấy, rất là đẹp. Đấy, các cái phím của nó còn sáng choang luôn. Phần màn hình hiển thị thì các bác đây, màn hình Android hiển thị, rồi các cái phím bấm của điều hòa auto này, các bác nhìn này, gần như là vẫn còn mới tinh luôn, xe rất ít sử dụng luôn. Đấy, bên này cũng thế. Đấy, các bác nhìn này, các chức năng hoạt động hoàn toàn bình thường. Đây, kể cả các cái phím bên này cũng thế. Đấy, các bác nhìn nhá, rất là sáng, rõ ràng, nét căng, không hề có cái dấu gọi là dấu mài mòn. Đấy, xe rất là đẹp luôn. Các cái phần táp lô thì sạch sẽ này. Đấy, màn hình hiển thị rõ ràng này. Đấy, số má đầy đủ. Đấy, vô lăng, phải nói vô lăng những cái phím cầm nhiều như thế này mà nó còn mới như này các bác ạ. Đấy, trần của chiếc xe thì cực kỳ sạch. Trần này, trần sáng choáng luôn. Tay cần số các bác ơi. Đấy, tay cần số đây. Đấy, số má các thứ gảy ngon. Da thì không hề bong chóc. Còn các cái phím này, các bác nhìn này, nó sáng như xe mới luôn, đẹp như các cái núm mới luôn. Đấy, và các cái tay phanh của xe vẫn còn rất là đẹp. Cái nội thất nỉ, nội thất da của xe là nội thất ghế da zin. Đấy, sờ nó rất là mượt mà. Cửa thì rất là chắc chắn, tappy sạch sẽ. Đấy, các bác này, cửa này, tappy này. Đấy, các cái phím điện, kính điện này, hoạt động hoàn toàn bình thường. Đằng nào em cũng hạ kính để tí nữa rồi quay tiếp khi mà mình đi.
Đấy, các bác nhìn các cái phần này nó rất là đẹp luôn, đều luôn. Đấy, cân đối hài hòa. Đấy, chỉ đều. Đấy, nội thất ghế da đằng sau các bác nhìn này, rất ít ngồi luôn. Da đẹp, sáng trắng luôn, không hề lỗi lầm. Đấy, và được bọc áo ghế. Đây chủ cũ là một người rất là cẩn thận luôn. Đấy, các bác nhìn này. Vâng. Các cái phần thì sau thì không tránh được, nhưng mà đấy. Về chất thì các bác cứ nhìn. Vâng. Cửa đóng rất là chắc chắn. Kính điện các thứ thì hoạt động hoàn toàn ok. Ta hạ kính luôn. Đấy, hạ cho sáng. Đấy các bác ạ. Vâng. Tất cả các chức năng hoạt động hoàn toàn bình thường nhá. Cốp này. Ta mở cốp thì các bác có thể mở bằng hai hình thức, một là các bác mở chiều, hai là các bác mở bằng đây. Bấm ngay cái số này. Đấy, mở cốp ra. Các bác có thể đánh giá cốp này. Đấy, không gian cốp này. Đằng sau này, các bác nhìn này, rất là đẹp luôn. Đều luôn. Đấy, nét căng luôn. Keo chỉ thì mượt mà không lỗi lầm nhá. Đấy, các bác nhìn các cái phần ốc đinh này. Đấy. Không lỗi lầm luôn. À chà, có một cái mùi hơi mốc mốc một chút. Cái này là ẩm, nó bị ẩm, khả năng là kín quá. Đấy, ui thằng nào. Cái này nó bị ẩm. Đấy, các bác nhìn này, hơi nước này. Cái này là nó có cái kiểu như là người ta rửa đấy, rửa đằng sau rồi có tí nước thế là đâm ra nó ấy thôi. Lốp này, các bác nhìn lốp dày luôn này. Lốp sơ cua này, cũng vành 17. Tất cả các cái phụ tùng của xe thì vẫn còn đây. Đấy, đầy đủ luôn. Không thiếu cái gì, và đặc biệt là sàn xe thì khá là sạch. Không hề có han mục nữa các bác nhá. Sàn xe sạch sẽ, không han mục. Đấy. Xe thì không có lỗi lầm gì. Các bác nhìn đằng sau này. À, các bác nhìn phía các cái phần gân đằng sau này. Không hề lỗi lầm đâm đụng nhá. Đấy. Các cái phần này. Đồ này còn nguyên. Nỉ này rất là đẹp. Và đèn của xe còn nguyên. Đèn chiếu xe còn nguyên luôn. Đấy. Một chiếc xe nét căng. Sáng sạch sẽ. Đấy. Cửa này. Cửa rất là dày luôn. Cửa nặng. Dày bình bịch. Chắc chắn. Túi khí cho cả bốn cửa, bốn cánh, kính zin, bản lề này. Đấy, các bác nhìn ạ. Vâng, và sàn này, các bác nhìn sàn dưới này, rất là sạch luôn. Đấy, đẹp luôn. Lại vừa có cả sàn xoắn luôn. Đấy, các cái phần da gốc của xe này, da ghế này. Con này thì chủ cũ gần như là rất là ít đi. Đấy, toàn vất để đấy thôi. Mà nếu mà có đi thì đi một mình, không đi nhiều người. Thế nên là da đằng sau của xe rất là đẹp. Đấy, phanh la răng con này được độ được. Tôi tóm lại là phải nói là form xe nét. Tapi này. Kính điện này. À, kính này em không thấy bấm. Kính này tí em sẽ kiểm tra. Vừa về nhưng mà chưa làm gì. Đấy, tí sẽ kiểm tra lại cái phần đấy. Keo chỉ đây. Các bạn nhìn rất là đều luôn. Tapi sạch sẽ. Nội thất ghế da chỉnh, ghế này cũng chỉnh điện đấy các bác nhá. Ghế chỉnh điện đầy đủ. Và da này, da cũng theo thời gian rồi, 5 tháng rồi. Đấy, ghế chỉnh điện này. Vẫn hoạt động hoàn toàn ok. Đấy. Táp lô sạch sẽ. Vâng, dòng này thì nó có đến 8 túi khí các bác ạ. 4 túi khí song song dọc đây và 2 túi khí đằng trước. Mình ngửa luôn ghế tí nữa thì sẽ cùng quay chiếc xe. Đấy. Các chức năng này vẫn hoạt động bình thường này. Trần này, các bác ơi. Trần này. Sạch sẽ, xịn sò. Rồi, bây giờ ta sẽ để nổ chiếc xe và đi đến khoang động cơ. Con này nói thật từ nãy giờ em cũng chưa sờ đến khoang động cơ đâu, không biết nó như thế nào. Để nổ nó. Đấy, để cái nổ ngay. Cái dòng này ắc quy nó to lắm. Vâng, ắc quy cực kỳ to luôn, to như xe tải luôn, nên là về vấn đề động cơ ắc quy thì thoải mái. À, các bác nhìn này, không hề lỗi lầm nhá. Đấy, màn hình hiển thị xịn sò, rất nhiều chức năng và cảm ứng đàng hoàng. À, các bác nhìn các cái phím này các bác biết là dùng có ít hay không này. Phải nói là cực kỳ ít luôn. Em kết mấy cái quả phím này thật. Nó đẹp và nó sạch sẽ. Xịn sò, đấy, đèn đóm đầy đủ. Rồi, ta đi đến khoang động cơ. Con này có cả đèn xoay gầm này, cảm giác nó rất là sang trọng. Sang chảnh như các cái mẫu xe xịn sò của các cái anh Ả Rập đấy. À. Wow. Không nghĩ là cái khoang động cơ nó lại sạch đẹp thế này.
Vâng, con này thấy đồn bảo chủ cũ giữ gìn rất là cẩn thận, nhưng mà lúc em mua xem xe thì phải nói là ấy rồi, nhưng mà giờ quay đây cho các bác xem thì các bác nhìn này. Phải nói là đầu tiên đây nhá, em cho xa các bác nhìn xem này, khoang động cơ này sạch sẽ vô cùng. Đấy. Máy của chiếc xe sử dụng động cơ cam kép. Và thưa quý vị các bạn là con này thì sử dụng máy 2.5, mức tiêu thụ cũng khá là căng. Thế nhưng mà bù lại nó mang lại cho quý vị các bạn một cái cảm giác nó rất là yên tâm khi mà đạp ga, thốc ga. Đấy. Máy số thì mượt mà, chạy cực kỳ mượt luôn. Đấy, và dòng này thì vô cùng yêu thương. Đấy, máy này rất là êm. Và xem có hơi thừa không rồi. Không hề có hơi thừa luôn các bác nhá. Đấy, không hề có hơi thừa luôn. Xe rất chất, máy chạy êm. Và các bác nhìn các cái con ốc này sạch sẽ luôn này. Được giữ gìn bảo dưỡng rất là cẩn thận luôn. Máy số rất là chắc chắn. Và đây quý vị các bạn có thể nhìn các cái phần sườn ốp này. Đấy, gân còn nguyên, cân đối led căng. Và đây là một chiếc xe bản Titan Silver nhá. Đấy, các bác nhìn các cái phần sườn ốp này. Đèn độ này, đèn độ bóng projector này. Đấy, các bác nhìn này, sáng trắng luôn này. Đấy. Gân này. Các cái phần đầu này. Đấy, các bác nhìn nhá. Các cái lỗ cân tròn đều, ốc đẹp, không hề có đâm đụng. Các bác nhìn các cái phần đây này, đấy. Rất là mượt luôn. Xe thì cam kết các bác là không đâm đụng nhá. Máy số cực kỳ mượt mà, êm ái. Được bảo dưỡng định kỳ thường xuyên luôn. Đấy. Đầu trước thì khi mà bật đèn lên thì đấy các bác nhìn ạ, rất là đẹp luôn. Lại bắt đầu cả mưa nữa. Đấy, một cảm giác rất là tuyệt. Một chiếc xe rất là chất. Đấy, gầm sàn này. Gầm sàn sáng sạch sẽ. Vâng, con này thì vừa mới sửa lúc nãy. Các bác không phải nghĩ ngợi luôn. Đấy, gầm này. Đấy, sàn rất là sạch luôn, không hề lỗi lầm. Rồi, bây giờ thì ta sẽ cùng lùi chiếc xe, sau đó ta sẽ cùng đạp một cảm giác dính lưng chiếc xe này để xem. Vâng, một chiếc xe xịn sò đến từ châu Âu, thương hiệu Đức, sản xuất tại Việt Nam, 2003, BMW 325i. Và bây giờ thì ta sẽ cùng vào chiếc xe để cảm nhận, trải nghiệm khi mà lùi xe này. Đây, đạp ga. Đấy, lùi cái, hạ phanh tay này. Lùi này. Số lùi, khi mà ta bật số lùi thì nó sẽ thường thường nó sẽ có camera lùi ở đây. Thế nhưng mà con này thì vừa nãy em có thấy là tháo cái camera lùi ở đằng kia rồi. Cái đấy bình thường, không có lỗi, không có vấn đề gì cả. Đấy, cái gương chiếu hậu hơi bị nhỏ một chút. Đấy, sao nào gạt mưa gạt kính rồi. Đấy, chà. Làm tí nước phun cho nó hoành tráng đi. Đấy, không thiếu cái gì. Số lùi đầy đủ, nhẹ nhàng, không có lỗi. À, không gian của xe thì khá là rộng, rộng sạch vô cùng. À, cái cảm giác gia đình khi mà ngồi lên chiếc xe này, hoặc là các bác đi công tác, đi làm ăn bàn bạc, các bác sử dụng những cái dòng xe này thì ai cũng phải nhìn. Vâng, cũng là một cái đẳng cấp. Vâng, một chiếc xe Đức ạ. Đấy, bây giờ thì ta sẽ cùng trải nghiệm cái cảm giác đạp dính lưng nhé các bác nhé. À, lùi thêm tí nữa cho nó rực rỡ đi. À, em muốn quý vị các bạn cùng trải nghiệm luôn. À, đương nhiên là cái cảm giác này thì em sẽ lùi lại một chút, nó sẽ mất cảm giác của em nhiều hơn là các bác, nhưng mà để cho các bác cùng trải nghiệm luôn. Đấy, em để như này nhé. Mấy khi kiếm được con xe máy 2.5 bản sport thể thao đâu. Đấy, bắt đầu. Đấy, các bác nhìn này. Đấy. Đấy, máy số lên mượt mà luôn, không lỗi lầm. Đấy. Đấy, các bác thấy chất của nó chưa? À, đạp như thế thôi mà. Vâng, một chiếc xe xịn sò đang có mặt tại Fuji Auto. Và giá của chiếc xe này thì vô cùng tuyệt vời. Chỉ có... thôi, điều đó là bí mật. Các bác cứ alo ngay cho em Fuji Auto để được mà chiêm ngưỡng trải nghiệm chiếc xe tuyệt vời này với cái giá cực kỳ ngon.
Vâng, chắc chắn là ngon với các bác rồi. Đấy, cảm giác rất là sướng luôn. Đấy, chả phải đi đâu xa, ở ngay Fuji Auto có những chiếc xe tuyệt vời như thế này thôi. Đấy, máy số mượt mà, không lỗi lầm nhé các bác nhé. Nên các bác cũng thực sự là yên tâm. Đấy, rồi thời tiết mưa lại còn tối tối này mà sở hữu một chiếc xe đi như thế này quá đẳng cấp rồi. Bật đèn lên thì pha sáng loà luôn. Đấy, các bác nhìn ra đường pha nó có luôn. Đấy, rất là đẹp, rộng rãi, tiện lợi, thoải mái. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau. Chúc quý vị các bạn chọn cho mình được chiếc xe hợp lý. Con này ngon phết, đạp sướng phết. Mỗi tội ra đường là phải đạp từ từ thôi, tránh cái an toàn là chính.